Hello, em Trâm xin kính chào toàn thể các cô, các chú, các anh chị online trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay em lên phiên đêm ngày 14 tháng 11 cho anh chị của em sưu tầm này. Đây là mặt hoa của em, năm cánh trắng hồng hồng mắt xước anh chị nhé. Hoa rất là đẹp như thế này. Khuôn bông cực kỳ đẹp và rất là thơm anh chị nhé. Bông rất là đẹp và cực kỳ thơm này. Bông siêu đẹp, bông siêu thơm luôn. Đây, hoa nở tại vườn này. Nó rất là còn bay, cực kỳ đẹp luôn nhé. Em lên mã cho các anh chị của em chốt nhé. Mã số A1 giùm em ạ. Mã số A1. Chỗ này nụ này nở chuẩn Tết cho các anh chị miền Bắc nhá. 24 24 với 3 là 7 thân nhá. Chỗ này em ạ, bán mã số A1 cho anh chị của em là 200k, em bao ship nhanh họng hồng. Mã số A1 200k, em bao ship nhanh A1 giùm em ạ. A2 giùm em nhá. Chỗ này nụ anh chị ơi phê chưa? Cái thân này nó cũng có nụ rồi nha anh chị nhé, nhưng mà thân này nó chậm hơn một tí, là cái nụ của nó nhỏ nhá. Còn nụ này nó to nó vừa này. Đó là anh chị sẽ được lợi Tết nay rai anh chị nhá. Mã số A2 giùm em Trâm nhé, rất là đẹp, rất là xinh luôn. Cô chú anh chị nào chốt được mã số A2, chốt đơn mã số A2 này cho em 200k. Mã số A2 200k. Mã số A3 giùm em Trâm này, trời đẹp cho anh chị nụ này. 1 2 3 4 5 thân nụ này. Chỗ này 5 là 10. Chỗ này em bán cho các anh chị của em nhé. Chỗ này em bán cho anh chị đơn này nhé. Với giá dùm em Trâm đơn này, với giá dùm em A3, em bán đơn này cho anh chị là 210k nhé. Tại vì A3 chỗ này to đẹp hơn, 210k em bao ship nhanh. Anh chị nào chốt được A3 thì lên đơn A3 dùm em 210k. Em lên A4 cho anh chị này, đẹp chưa, nụ này. Trời ơi, anh chị ơi, thân nào thân đấy nụ ú nu luôn anh chị ơi nha. 100k mà bao ship nhanh được anh chị ơi. Trừ tiền ship 40-50k đi, một triệu lan này có mấy chục nghìn à. Em đi đơn vậy cho dễ đóng nha anh chị nhé. A3 rồi đúng không ạ? A4 dùm em này. Ai yêu thương A4 đơn này thì chốt đơn A4 này dùm em Trâm. Với giá 200k A4 nhá. Anh chị nào chốt được A4 thì lên đơn A4 ạ. Em lên tiếp A5 đi ạ. Trời ơi A5 đẹp chưa? Trời ơi A5 một chỗ siêu đẹp luôn. A5 đơn này em bán cho cả toàn thể các cô, các chú, các chị. Chốt đơn A5 này cho em là 210k. Ai chốt được A5 thì lên đơn A5 này cho em Trâm là 210k A5 nhá. Đấy, có 5 mã cho các anh chị của em chốt đơn. Ok cho anh chị ơi, rất là rẻ đẹp luôn. A5 dùm em Trâm ạ. A6 dùm em Trâm nhé, em lên đơn A6 này. Đợi em xíu qua bên này quay. A6 em chấp Mỹ này đẹp ơi là đẹp này. Bốn cái đầu thân chấp Mỹ siêu đẹp, siêu xinh cho các anh chị của em sưu tầm A6 á. Anh chị nào chốt được đơn A6 chấp Mỹ này chốt cho em 179k, em bao ship nhanh. Đây, hoa của em chấp Mỹ đây anh chị ơi, hoa siêu đẹp đây. Một bông chấp Mỹ đây này, bông rất là đẹp luôn này. Mời các bác ngắm bông chấp Mỹ nhé. Bông cực kỳ đẹp và bông rất là thơm luôn. Dòng này cực kỳ thơm luôn này. Để chấp Mỹ dùm em ạ. Độ bền được 14 ngày nhé. Ai chốt được A6 thì lên đơn A6 cho em chấp Mỹ ạ. A7 cho em cũng là chấp Mỹ nhé. Đây, hai thân chấp Mỹ này đẹp này. To đẹp luôn. Hai thân chấp Mỹ này siêu đẹp luôn. Anh chị nào chốt được đơn A7 này thì lên đơn A7 này dùm em. A7 đơn này em bán cho các bác 100. Anh chị nào chốt được A7 lên đơn A7 giùm em 100 nhé. A7 thì em không bao ship nhanh. Em lên tiếp theo là A8 đi. A8 là phi điệp tím anh chị ơi, siêu siêu đẹp luôn này. Trời ơi, nó bị gập một tí đầu thân này mà nụ nó này, trời ơi, nó chi chít nụ luôn anh chị ơi. Phi điệp tím giùm em ạ. A8 anh chị nào chốt được đơn A8 này, chốt A8 này cho em Trâm là 239k, em bao ship nhanh. A8 giùm em ạ. 239k em bao ship nhanh A8 ạ. Anh chị nào chốt được đơn A8 này thì lên đơn A8 này dùm em ạ, 239k. Siêu siêu rẻ cho anh chị của em sưu tập nha. Em quay mà không có sự chuẩn bị các bác thông cảm nha. A9 dùm em ạ. Hai chậu kiều vuông lộc bắc đẹp. Anh chị nào chốt được đơn A9 này, chốt đơn A9 này cho em là 200k. Ai yêu thương được A9 thì lên đơn A9 dùm em là 200k. Siêu rẻ siêu đẹp cho các anh chị của em sưu tập rất là nhiều thân ạ. A10 nhá, là một chậu kim điệp mắt đỏ ạ. Rất là nhiều thân anh chị ơi. Này, các bác về các bác chơi hoa luôn nha. Về chơi hoa Tết luôn. Mà sang năm thì các bác sẽ được một đống cái mầm gốc này, 9 cái mầm gốc đẻ. 9 là số sinh, số đẹp rồi đúng không ạ? Anh chị nào chốt được A10 thì chốt đơn này cho nhà vườn em Trâm kim điệp mắt đỏ. Đơn này bán cho các bác 450. Kim điệp mắt đỏ 450. A11 giùm em nhé. Một em kiều vuông lộc bắc này. Một nụ này. Hai nụ, ba nụ này. Bốn nụ to này cho anh chị nằm miền Bắc nha. Còn miền Nam thì sẽ nở trước 4 nụ to và mấy cái nụ bé này này, 7 cái nụ bé này nhá. A11
A11 dùm em Trâm nhé. A11 đơn này em bán cho toàn thể các cô, các chủ, các anh chị chốt đơn A11 này. 260k đơn này em bao ship nhanh A11 nhé. Siêu đẹp, siêu xinh cho các anh chị của em sưu tầm. Anh chị nào chốt được A11 nên đơn A11 dùm em. A12 dùm em đi ạ. Là một chậu thanh đạm Indo đẹp như thế này này. A12 đơn này em bán cho các bác là 350 nhé. Đang đẻ rất là nhiều mầm gốc ạ. Đó, cái chậu này thì bị bể chậu rồi. Em sẽ thêm một cái chậu về cho các bác thay chậu nhé. Hoặc là em sẽ thay chậu để em mới gửi cho các bác nhé. 350 đơn này nhé. Rồi, nên A11 rồi đúng không ạ? A12 dùm em đây à. Để em xíu nhé. A12 dùm nhà vườn em Trâm đi. Là siêu phẩm trầm rồng đỏ dùm em nhé. Siêu siêu nụ luôn này, đang nụ ạ. Trầm rồng đỏ này anh chị nào muốn mua thì nó sẽ nở hoa sau Tết nhé. Trầm rồng đỏ đơn này em bán cho toàn thể các cô, các chú, các anh chị chốt đơn này cho nhà vườn em Trâm là 600, em bao ship nhanh. Trầm rồng đỏ 600, em bao ship nhanh nhé. Ai yêu thương được đơn trầm rồng đỏ thì chốt cho em F1, 600 em bao ship nhanh. Hàng đấy, hàng em mới ghép ấy. Nó rất là đẹp ạ. Rồi, lên mã số F1 cho anh chị của em sưu tầm. F1 là chậu DH77, rất là nhiều đầu thân, 2, 4, 6 thân, 6 thân đẹp như thế này. Anh chị nào chốt được F1 đơn này, 6 đầu thân này em bèo nhé, 100.000 một đầu đúng không ạ, là 600k. Nhưng 6 đầu thân này em chỉ bán cho toàn thể các cô, các chú, anh chị là 550k, em bao ship nhanh nhé. Điên cái dòng này anh chị ơi, chơi hoa bao phê luôn, nụ này, đang có rất là nhiều nụ đây nha. Ai yêu thương được cái chậu này thì lên đơn này dùm em ạ. Chậu này miền Nam thì nở chuẩn Tết, miền Bắc thì nở sau Tết dùm em Trâm nhé. Rồi, nên F2 cho anh chị là một em phi điệp này giống như là phi điệp châu Như hay sao này, nụ đều chưa? Nụ rất là đều luôn, rất là đẹp luôn nhé. Này, bốn cái thân nụ này đều luôn này. Anh chị nào chốt được chậu phi điệp này chốt cho em này, thân dài miên man luôn, rất là dài luôn. Dài khoảng từ 50 cho tới 1,5 m nhé. Anh chị nào chốt được đơn phi điệp này chốt cho nhà vườn em Trâm đơn này với giá cho nhà vườn em Trâm nhé. Với giá cho em Trâm đơn này cho toàn thể các cô, các chú, các anh chị chốt đơn này cho em là 150k. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em 150 nhé. Siêu rẻ, siêu đẹp, siêu xinh cho các bác của em sưu tầm. Cô chú, anh chị nào sưu tầm bất cứ dòng lan gì thì các bác có thể comment ủng hộ dùm nhà vườn em Trâm. Ngày mai em sẽ quay lên tất cả các mã cho các bác của em sưu tầm nhé. Ngày mai em có trầm rồng đỏ này, trầm trắng này, long tu sơn hoặc thảo vôi. Và có tác phẩm kiều trắng này anh chị ơi. Đây, ai có like của em sẽ biết nhé. Tác phẩm kiều trắng này này, bao phê luôn. Em cầm là một ôm luôn ấy. Cái này là hàng rừng nguyên dề nhé. Kiều trắng hàng rừng nguyên dề, đơn này bán 10 triệu ạ. Ai chốt được kiều trắng thì ủng hộ em. Kiều trắng hàng rừng nguyên dề nhé anh chị nhé, siêu đẹp luôn này. Đang nứt hết mắt nụ thế này này. Mắt nụ tự nhiên hết anh chị ơi, bạn lá mít đẹp này. Anh chị nhé, hàng rừng chuẩn 100% luôn anh chị ơi. Ngày trước là cứ 1 triệu một tép anh chị ơi, mà bây giờ tới 25 tép, nghĩa là 25 triệu mà bán cho các bác có 10 triệu thôi nha. Nên anh chị nào yêu thương được bất cứ dòng lan gì thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho nhà vườn em Trâm theo số điện thoại là 0352060869 ạ. Hẹn gặp lại anh chị vô phiên bán hàng ngày mai lúc 11 giờ. Xin chào toàn thể các bác ạ.